Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chạy nhót Sigma Jaguar Sigma 1 với bàn phím, phím bấm rời này. Đó là phím bấm. Mình kết nối điện nha. Encoder, nguồn và motor. Chứ đúng nha. Phải ngồi. Mình chỉ dốt được khi driver đã được cài đặt đầy đủ. Yeah, motor nè. HDMI này mình phải chọn nè. Gọi encoder là 1024 xung nha. Nhất thứ hai là phải chọn được cái motor này là SGM trong cái một loại motor. Nếu mấy bạn mà chọn SGMB là khi bật lên mình bấm gió một cái thì nó rung cái motor không chạy được, báo lỗi liền. Bây giờ mình bấm mode set nè, rồi xuất hiện sen 00, bấm data 00 gạch 00, bấm data, bấm mode set gió rồi đó. Khi này mình nhấn data, cái nữa là shuffle on nha. Đó, sẽ qua on này đó. Quay thẳng nè, quay nghịch nè. Có chế độ gió. Rồi,